Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về chứng chuột rút hay còn gọi là vọt bẻ. Đây là cái hiện tượng mà cơ bị co rút đột ngột khi chúng ta vận động ở một cái cường độ cao trong thời gian dài, và nhất là khi cơ thể đang bị mỏi mệt, đang bị lạnh, đang bị thiếu nước, thiếu những cái chất điện giải, thí dụ như là canxi, magie, kali. Các bạn mà mang giày á, giày cao gót, giày bít, phải trong một cái thời gian lâu thì các bạn dễ bị mỏi cơ, rồi máu không lưu thông được, các bạn rất dễ bị chuột rút. Những người lớn tuổi cũng hay bị chuột rút vào ban đêm. Có thể xem như đây là cái trường hợp của rối loạn thần kinh, rối loạn chuyển hóa. Và mình muốn giới thiệu với các bạn vì những cái giải pháp rất là đơn giản của diện chẩn, thì chúng ta cũng dựa vào những cái đồ hình phản chiếu của diện chẩn. Ngay cái vùng cầm của chúng ta là phản chiếu của hai bàn chân. Vì vậy mà khi chúng ta bị chuột rút, chúng ta có thể bóp dây ấn, bóp vào cái vùng cầm này, hoặc chúng ta có thể dùng tay, chúng ta vuốt vào hai bên mép miệng, vuốt xuống. Đây là phản chiếu của hai bắp chân. Chúng ta cũng có thể bóp vào cái vùng hai bên như thế này, hoặc chúng ta dùng tay bóp mạnh vào nhân trung. Chúng ta cũng có thể dùng tay chà nóng cái vùng miệng, bởi vì khi chúng ta bị vọt bẻ, hầu như là cơ thể của chúng ta, chân của chúng ta nó đang bị lạnh, chúng ta chà cho nóng lên. Chúng ta cũng có cái phản chiếu của chân ở trên vùng trán, từ đầu mày đến mí tóc là phản chiếu của chân. Chúng ta dùng tay chúng ta vuốt lên để chúng ta đẩy máu lên. Mình vẫn thường hay vuốt lên, nhưng có nhiều bạn ngộ lắm, các bạn lại vuốt xuống mà nó lại có hiệu quả. Thế thì chúng ta hãy lắng nghe cơ thể của mình. Chúng ta cũng có cái phản chiếu ở trên vùng da đầu, cơ thể ngoại vi của chúng ta, từ đây xuống đây là phản chiếu của tay, từ đỉnh đầu xuống đây là phản chiếu của chân. Thế thì chúng ta dùng tay chúng ta chà vuốt tác động ngay sau đầu của chúng ta, cũng là phản chiếu của hai chân, và chúng ta cũng dây ấn vuốt tác động như thế. Hoặc chúng ta dây ấn vuốt vào cái vùng giái tay, đây cũng là phản chiếu của hai bàn chân. Chúng ta cũng có thể dùng hai ngón tay chúng ta dây ấn vuốt vào cái vùng ngón chân áp út. Giả sử đây là bàn chân của chúng ta, đây là ngón chân áp út, chúng ta sẽ dây vào cái ngón chân áp út. Nó rất là hiệu quả luôn. Chúng ta cũng có thể dây bóp vào cái vùng bắp tay, giả sử như chúng ta đang bị co rút vào cái chân bên trái, thì chúng ta dây bóp vuốt cái vùng tay ở bên phải. Và nếu mà tay bên phải không hết thì chúng ta bóp vào cái tay cùng bên. Chúng ta phải tùy biến các bạn. Chúng ta cũng có thể dùng tay ấn vào huyệt 19 hoặc là huyệt số 0. Chúng ta cũng có những cái huyệt, thí dụ như huyệt 34 ngay đầu mày, hoặc là cái huyệt 310 cũng nằm trên cái đường từ đầu mày thẳng lên đến mí tóc trán, nằm ở 3/4 trên trán. Chúng ta dây vào nơi nào mà có điểm đau là nơi đó có thể giúp chúng ta giải quyết được cái cơn chuột rút. Mình đưa ra nhiều cái giải pháp để cho các bạn có thể áp dụng. Bởi vì có khi vào cái thời điểm này chúng ta dây vào nơi đây thì nó có hiệu quả, nhưng lần sau nó lại không hiệu quả, và khi đó chúng ta sẽ tác động vào những cái vị trí khác. Chúng ta phải tùy biến. Đối với những trường hợp người lớn tuổi hay bị chuột rút vào ban đêm, thường là do chúng ta gan bị yếu, phổi bị yếu. Từ khoảng 2-3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng là giờ của gan và phổi. Khi đó chân rất dễ bị lạnh, và chúng ta chỉ cần một cái co duỗi mạnh cũng làm cho chúng ta bị chuột rút. Thì mình có một cái cách rất là đơn giản mà hiệu quả. Thế thì giả sử đây là chân của chúng ta, chúng ta hãy rút chân lên, hãy rút đầu gối lên. Bàn chân vẫn để trên mặt giường, đây là gót chân để trên giường. Chúng ta nhấc cái bàn chân lên, chúng ta đập mạnh xuống. Các bạn hình dung được không? Gối thì chúng ta đã rút lên, và gót chân thì để tiếp xúc với mặt giường, bàn chân chúng ta sẽ đập như thế này.
hiệu quả gần như tức thời. Trường hợp mà các bạn bị chuột rút thường xuyên, mình giới thiệu với các bạn một cái bộ huyệt cũng rất là đơn giản, chỉ gồm có 5 huyệt. Thứ nhất là huyệt 34, từ đầu mày chết lên bên trái, bên phải. Đây là huyệt có tác dụng ổn định thần kinh. Cái đó là huyệt số 6, nằm giữa tròng đen con mắt kéo xuống, mép môi dưới kéo ra, nó cách mép miệng khoảng 1 phân bên trái. Bên phải đây là huyệt có tác dụng làm co giãn cơ bắp chân. Cái đó là huyệt 127, nó có tác dụng thăng khí, an thần. Nó cũng là huyệt nằm ở trên cái vùng phản chiếu chân. Cái đó là huyệt 19, nó có tác dụng làm co giãn cơ toàn thân, làm ấm. Và cuối cùng là huyệt 61, nằm ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Đây là huyệt rất là đặc biệt, nó có tác dụng làm giãn mạch cũng như là làm điều hòa cái sự co giãn cơ, và đặc biệt nó cũng có tác dụng làm giảm đau. Mình nhắc lại các huyệt. Thứ nhất là huyệt 34, huyệt số 6, huyệt 127, huyệt 19 và huyệt 61. Chúng ta có thể bấm ngày một lần, bấm trong khoảng liên tiếp vài ngày. Mình chưa có những cái đối chứng về kết quả của những cái trường hợp mà bị chuột rút khi mà đang bơi lội. Tuy nhiên mình biết rằng đã có những trường hợp được cứu sống nhờ áp dụng những cái giải pháp của diện chẩn. Chỉ với cái huyệt 19 này, các bạn, nhiều người đã tự cứu sống được mình đó các bạn. Vì vậy mà các bạn nên quan tâm đến những cái chia sẻ của mình, ghi nhớ và chia sẻ cho những người thân. Bởi vì khi mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng bất khả kháng như vậy, thì nếu chúng ta không tự cứu mình thì chỉ có trời cứu thôi, phải không các bạn? Vì vậy mà các bạn hãy trang bị cho mình những cái kiến thức để có thể giải quyết những cái tình trạng như vậy đi. Đối với các bạn mà hay bị chuột rút á, thì các bạn cũng nên quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình. Bởi vì có thể là gan của các bạn, phổi của các bạn nó đang bị dần suy yếu. Và các bạn cũng quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của mình. Các bạn tăng cường những cái loại rau cải trái cây để nó đảm bảo đủ cái lượng khoáng chất. Các bạn cũng nên ăn những cái thức ăn làm ấm cơ thể, đừng có nên ăn những cái thức ăn quá hàn, quá lạnh. Hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được những cái chia sẻ của mình. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.